Chào hè 2021, áo phông One P đang có chương trình ưu đãi giảm 55k một sản phẩm. Bên cạnh đó, khi bạn áp mã xăm soi sẽ được giảm 20k nữa. Rất nhiều mẫu đẹp mắt hot hit năm nay, anh em ghé vô nhé. Link ở mục mô tả đó. Top 10 trái xoan mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Hello, xin chào toàn thể anh em của băng tạc xăm soi. Trong cuộc sống này thì khẩu nghiệp như là một gia vị không thể thiếu ở bất kỳ nơi đâu. Chuyện bạn bắt gặp một ai đó chửi mắng người khác thì không phải là một điều gì đó quá xa lạ. Ở cái xã hội mà bạn bè gọi nhau là chó, chơi game kém thì bị nói là gà. Hay kể cả là trong một trận game giải trí, vô tình thấy một người chơi rời trận thì y như rằng lát sau sẽ thấy ngay ở tech chat dòng chữ lát ra report thằng súc vật AFK nhé. Ấy thế mà tuyệt nhiên chưa thấy ai vì những lời nói này mà hóa thành chó, mèo, lợn, gà cả. Trong One Piece thì điều này lại ngược lại hoàn toàn. Để biến đổi thành súc động vật trong thế giới One Piece, bạn cần sở hữu cho mình một trái doan, một trong ba loại trái quỷ có sức phá hủy khả năng bơi lội của con người. Trái quỷ hệ doan là một trái quỷ có thể giúp người ăn hóa thành các loài động vật và sở hữu thể chất, sức mạnh, khả năng của loài vật đó. Ví dụ như bạn ăn trái doan model Go Go Nomi, bạn có thể trải nghiệm ngay với thử thách cả một đời làm chó. Hoặc ăn trái doan model Meo Meo Nomi, bạn có thể mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng yêu với bất cứ ai đứng diện bạn như là Trần Đức Bo. Thôi không đùa các bạn nữa. Trái doan thì ngoài khả năng giúp người ăn có thể chất và sức mạnh của loài vật mà mình sở hữu, thì còn cho người sở hữu luôn cả tập tính, bản chất của loài vật đó. Người chơi hệ doan thì sẽ có 3 dạng biến đổi, đó là dạng người này, dạng lai nửa người nửa thú và dạng thú. Điều này thì giúp những người sở hữu năng lực trái quỷ hệ doan có thể linh hoạt thay đổi hình dạng trong chiến đấu và khả năng phục hồi nhờ năng lực trái quỷ này mang lại. Các chapter gần đây thì chúng ta đang thấy sự lên ngôi của trái doan khi mà chứng kiến băng ở tặc bách thú do Tứ Hoàng Kaido sở hữu lần lượt hóa thú. Vậy các bạn có thể nhớ được sức mạnh của các trái doan mà mình đã từng xem qua không? Nào, còn chần chừ gì nữa, hãy ngồi xuống đây cùng với 500 anh em băng tặc xăm soi và cùng điểm lại top 10 trái doan mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại. Lưu ý danh sách này do mình liệt kê chứ không mang yếu tố so sánh sức mạnh, nên sức mạnh sẽ tự do cho các bạn đánh giá và xếp loại nhé. Ok. Một Ryu Ryu Nomi, model khủng long Arosaurus. Đắn đo mãi thì mình cũng quyết định lựa chọn trái quỷ Ryu Ryu Nomi, model Arosaurus là trái quỷ đầu tiên trong danh sách này. Ryu Ryu Nomi là trái quỷ doan cổ đại model khủng long Arosaurus được sở hữu bởi Edred, một hải tặc thuộc thế hệ tồi tệ nhất. Nhưng vì có đôi tất màu xanh nên sau này chúng ta mới biết anh thực chất là một hải quân mật nằm vùng. Trái quỷ này thì giúp cho Edred có thể hóa thành loài khủng long cổ đại Arosaurus. Được biết là loài khủng long này sinh sống vào cuối kỷ Jura. Sau khi sở hữu năng lực của trái doan này, Edred thì có thể sở hữu đôi chân và một chiếc đuôi chắc khỏe giúp bạn gục các đối thủ chỉ bằng một cái lắc mông. Ngoài ra trái quỷ này còn giúp cho người sở hữu có được một cái đầu lớn và hàm răng sắc nhọn, nó thì có thể xé nát con mồi khi mà giao chiến. Bằng chứng là ở chapter 509, Edred thì có thể cắn nát đầu một con Pacifista ở quần đảo Somebody, mặc dù thì nó được làm bằng chất liệu cứng hơn cả trứng do Vegapunk chế tạo. Ngoài ra trái quỷ này còn giúp cho Edred có tốc độ di chuyển của một loài thú săn mồi cổ đại và khả năng phục hồi bá đạo của năng lực trái hệ doan khi mà anh có thể chạy trốn sau khi mà bị Queen và Hushu tấn công vì là phát giác nội gián ở chapter 991. Ngay sau đó Edred thì đã gia nhập liên minh với Luffy, có thể chiến đấu như chưa hề bị thương và cùng Zoro bón hành cho thanh niên tàu khửa răng nhở chất lượng cao Apo. Sau đó thì lại tiếp tục chiến đấu với các The Pleasure bị nhiễm băng quỷ. Đúng là thần kỳ như bánh mì Việt Nam phải không anh em? 2. Neko Neko Nomi, model hổ răng kiếm. Trái quỷ thứ hai trong danh sách này chính là trái Neko Neko Nomi do Hushu, một nhân vật thuộc hàng ngũ Tobi Robo băng bách thú với cái tên dịch ra theo đúng tiếng Việt là ai là ai. Trái quỷ này thì cũng là một trái doan cổ đại cho phép Hushu có thể biến đổi cơ thể thành một con hổ răng kiếm với thân hình của một con mèo khổng lồ và hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn. Sức mạnh của Hushu cũng như khả năng mà trái Neko Neko mang lại cho hắn thì vẫn chưa được tác giả Oda cho chúng ta nắm rõ khi mà trận chiến giữa Hushu và Jinbei thì vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên từ những đặc điểm của loài hổ răng kiếm, tớ thì sẽ phỏng đoán được ngoài khả năng phục hồi nhanh chóng do đặc tính của trái quỷ doan mang lại, Hushu sẽ còn sở hữu cho mình đặc tính nhìn rõ mọi vật trong bóng tối của các loài động vật họ mèo, tốc độ di chuyển nhanh nhạy và không ngoài khả năng là leo trèo một cách linh hoạt. Cặp răng nanh sắc nhọn do trái Neko Neko Nomi mang lại sẽ giúp Hushu dễ dàng xin miếng thịt và ngậm chặt đối thủ nếu như mà không cẩn trọng trong giao chiến. Là một trong những Tobi Robo và là người sẵn sàng cạnh tranh vào vị trí All Star của bộ ba tạm họa,
Chắc chắn, Fushu thì rất tự tin vào sức mạnh và năng lực do trái quỷ của mình mang lại, chứ không hề như là mấy thanh niên gạ kèo solo Yasuo để rồi mất một tay như là Kid. Nói tóm lại thì chắc chắn trong Arc Wano này, sớm thôi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của trái doan Neko Neko Nomi do Fushu. Các bạn hãy cùng mình chờ xem nhé. 3. Zozo Nomi Model Void Mammoth. Trái quỷ doan cổ đại Zozo Nomi Model Void Mammoth được sở hữu bởi thanh niên có quả đầu cắt moi nhuộm vàng chính hiệu rách một lần. Năng lực của trái quỷ này thì giúp cho rách trở thành một tanh cơ chính hiệu khi mà có thể hóa thành một con voi mammoth với thân hình đồ sộ còn hơn cả căn nhà nho nhỏ của một streamer nào đó, lương tháng thì chỉ từ 7 đến 8 triệu. Điểm mạnh chính của trái quỷ này đó là sử dụng kích thước to lớn của mình để tàn phá mọi vật xung quanh và tấn công kẻ thù bằng cách tông thẳng về phía trước và dùng voi để quật. Hơn nữa thì nó còn giúp cho người sử dụng có sức chiến đấu bền bỉ và khả năng phục hồi còn nhanh hơn cả trái doan bình thường. Điển hình là Jack có thể chiến đấu 5 ngày 5 đêm với hai vị vua của tộc Min mà không cần phải ngừng nghỉ. Hay trong trận chiến ở lễ hội lửa, dù bị tộc của người Min và Inurashi Nekomamushi trong trạng thái su long hạ cục, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó thì Jack đã kịp hồi phục và đi tìm kiểu bao để rửa mối nhục còn hơn cả con trùng trục của mình. Tuy vậy thì trái quỷ này cũng mang lại cho người sử dụng hạn chế về mặt tốc độ vì sở hữu thân hình quá to và chậm chạp nên không thể né tránh được các đòn tấn công ở tốc độ cao. Vì vậy khi mà đối đầu với các nhân vật nhanh nhẹn ta từng thấy, Jack biến đổi ở dạng người và dạng lai, chứ không hóa hoàn toàn ở dạng voi mammoth. 4. Ryu Ryu Nomi, model khủng long cổ dài. Tiếp theo trong danh sách này là trái quỷ do danh hải quyên sở hữu với tên gọi là Ryu Ryu Nomi, model Parachiosaurus. Đây tiếp tục là một trái doan khủng long cổ dài sống ở cuối kỷ Jura. Trái quỷ này thì giúp cho người sở hữu, cụ thể là Queen, có thể biến đổi cơ thể thành một con khủng long cổ dài với kích thước là có thể so sánh với một người khổng lồ ở trong One Piece. Điều này thì đã được chúng ta thấy rõ ở trong chapter 946 khi mà Queen đối đầu với Big Mom. Sau khi mà Queen biến đổi còn cao lớn hơn vị tứ hoàng này, mặc dù thì mụ đã cao trên 8m. Nhờ chiếc cổ dài do trái quỷ này mang lại thì cũng giúp Queen có thể dễ dàng tấn công đối thủ từ xa. Mặc dù rất to lớn nhưng Queen lại không hề tỏ ra lù đù và chậm chạp, mà còn biết tận dụng luôn lợi thế của trái quỷ này mang lại để nhảy từ trên cao xuống và dùng sức ép của trọng lực cơ thể để nghiền nát đối thủ. Và chỉ tiếc rằng tại vì Queen sai từ ngay lúc đầu đã cho nhắm đối tượng là Big Mom, nên cú thiết đầu công của Queen chỉ đủ làm cho Big Mom mất vài cọng tóc và phục hồi trí nhớ. Chứ nếu là đối thủ là một người khác thì chắc đã được lên thiên đàng để gặp Diêm Vương, xuống ngâm phủ là hút lá đu đủ rồi. Nhờ có sự hồi phục mạnh mẽ từ trái doan nên Queen dù bị Big Mom coi như một con thằn lằn cỡ lớn và bị nắm cổ bóp tới tấp nhưng mà vẫn nhanh chóng phục hồi và phản đòn. Mặc dù nhìn thì có vẻ là hai ba cố nhưng thực chất Queen thì rất giỏi trong việc là tận dụng trái quỷ của mình bằng cách thêm vào các thiết bị máy móc như là súng Gatling hay là tia laser ở miệng và sợi kim loại ở cổ để tăng khả năng chiến đấu. Hy vọng thời gian tới Queen sẽ giác ngộ và chiến đấu hết khả năng mà trái Ryu Ryu Nomi model khủng long cổ dài mang lại sau khi mà bị chủ tịch Chopper và một cú bíp vào mặt. 5. Ryu Ryu Nomi model thằn lằn bay. Lại một lần nữa trong danh sách ngày hôm nay là một trái quỷ doan cổ đại do người của băng bách thú sở hữu. Cũng như hai trái quỷ mà Queen hay Exodus sở hữu, trái quỷ cục kinh thì cũng có tên gọi là Ryu Ryu Nomi nhưng thuộc model Pretanodon. Trái quỷ này giúp King, nhân vật đứng đầu trong All Star, bộ ba thảm họa của Kaido, có thể hóa thân thành một loài thằn lằn bay cổ đại, Pretanodon. Trái quỷ này thì có phần nhỉnh hơn so với những trái quỷ đã được đề cập ở trên nhờ vào độ linh hoạt do thân hình không quá to lớn và đôi cánh rộng có thể dễ dàng tấn công kẻ địch ở trên không. Nhờ trái quỷ này, King có thể dễ dàng bay và sử dụng đôi chân chắc khỏe của loài thằn lằn bay đá văng con tàu của mẹ lớn trong chapter 924 khi mà lần đầu King xuất chiêu. Hay là dùng chiếc mỏ dài và nhọn của mình tấn công Sanji trong chap 988. Nếu như không nhờ năng lực của bộ giáp công nghệ Gamma 66 thì khả năng cao bụng của anh tóc vàng, lông mày xoắn của chúng ta thì đã được khoan một lỗ và về với đất mẹ. Hiện tại thì King vẫn chưa thể hiện hết khả năng của bản thân, nhưng chắc chắn trong những chapter tiếp đây, khi có được lựa chọn đối thủ xứng tầm trong trận chiến của mình, King sẽ phô diễn toàn sức mạnh của bản thân cũng như khả năng mà trái quỷ của mình mang lại. Quả là rất đáng để mong đợi phải không nào? 6. Hebi Hebi Nomi, model bát kỳ đại xà. Trái quỷ Hebi Hebi Nomi, model bát kỳ đại xà là một trong những trái quỷ doan thần thoại được sở hữu bởi Orochi, một kẻ đúng với câu nói, năng lực có hạn nhưng thủ đoạn thì có thừa. Trái doan Hebi Hebi Nomi giúp cho Orochi có thể hóa thành một con rắn 8 đầu trong truyền thuyết của Nhật Bản. Trái quỷ này thì còn giúp Orochi mặc dù hơi phế nhưng mà vẫn có thể tấn công đối thủ bằng nhiều hướng ở khoảng cách xa,
Ngoài ra thì nó còn giúp tăng cường thể chất người dùng đáng kể khi mà Orochi có thể nhẹ nhàng nhấc bổng một người bằng một cái đầu của mình, hay chịu đựng được sát thương từ một cú sập trần nhà, và cả khi Nami dùng dĩa tấn công, hắn thì vẫn có thể sống sót và phục hồi một cách nhanh chóng. Năng lực thần kỳ nhất mà trái Hebi Hebi no Mi mang lại có lẽ thì phải kể đến khả năng hồi sinh người sở hữu, khi mà chapter 1008 gần đây chúng ta thì đã thấy Orochi đã sống dậy sau khi mà bị Kaido xin nhẹ cái đầu. Tương truyền người sở hữu trái quỷ này sẽ có 8 cái mạng, vậy là khả năng cao chúng ta sẽ còn thấy được Orochi chết thêm một vài lần nữa. Mặc dù Orochi là một kẻ tưởng không phế nhưng thực chất là phế không tưởng, nhưng mình thì vẫn đánh giá rất cao năng lực trái quỷ này mang lại. Nếu đổi lại người sở hữu này là một người có năng lực mạnh hơn thì chắc chắn sức mạnh của trái Hebi Hebi no Mi sẽ vô cùng khủng khiếp đấy. Các bạn có nghĩ giống mình không nào? 7. Inu Inu no Mi, model cửu vĩ hồ. Cửu vĩ hồ là một con vật thần thoại trong truyền thuyết của người Đông Á nói chung, và trong One Piece, trái quỷ doan thần thoại được sở hữu bởi Katarina Devon, đội trưởng đội 6 băng hải tặc dâu đen. Trái quỷ này thì có thể giúp Katarina Devon biến đổi ngoại hình và cũng như giọng nói của người mình muốn. Đây là một dạng nâng cấp của trái Mane Mane no Mi do Bon Clay sử dụng. Cụ thể là trong chapter 925, Devon thì đã hóa thân thành Abesalom, lừa gạt Gecko Moria, khiến Gecko Moria thì không thể phân biệt được đó là giả mạo. Mặc dù trái quỷ này chưa được tiết lộ cụ thể, nhưng mình xin mạnh dạn đoán rằng ngoài khả năng này thì Katarina Devon còn có thể biến hóa thành dạng lai cáo với tốc độ và sự tinh danh của loài vật này. Ngoài ra theo truyền thuyết của người Nhật Bản, cửu vĩ hồ còn có một viên ngọc là Hoshinotama ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng và các ngọn lửa hồ ly dùng để tấn công kẻ thù. Vì vậy thì không ngoài trừ khả năng Katarina Devon cũng có thể sử dụng những chiêu thức này khi mà sở hữu trái doan thần thoại Inu Inu no Mi. Cơ mà lời phỏng đoán thì vẫn chỉ là phỏng đoán, thực hư chính xác hay không thì các bạn hãy cùng mình chờ bao đá tiết lộ nhé. 8. Toritori no Mi, model phượng hoàng. Tiếp theo trong danh sách này là trái quỷ doan thần thoại do anh chàng đầu dứa Marco sở hữu, trái Toritori no Mi, model phượng hoàng. Đây là trái doan thần thoại được đô đốc Kizazu đánh giá là còn hiếm hơn cả hệ Logia. Không chỉ hiếm mà trái quỷ này còn thực sự rất mạnh, nó giúp Marco có thể linh hoạt chiến đấu kể cả trên không hay dưới mặt đất nhờ vào khả năng bay lượn và bộ móng vuốt sắc nhọn của phượng hoàng để dễ dàng cắt và sát kẻ địch mà không cần dùng đến đao kiếm. Đặc biệt hơn thì đúng như khả năng của loài phượng hoàng trong truyền thuyết, Marco bằng năng lực của trái quỷ này có thể miễn nhiễm và phục hồi hầu hết những đòn tấn công của đối thủ dù nó thì có mạnh cỡ nào. Sau khi mà băng dâu trắng tan rã, chúng ta còn biết thêm một đặc tính nữa của trái quỷ này, đó là khi Marco sử dụng ngọn lửa xanh để chữa lành vết thương cho người khác. Gần đây nhất ở chapter 1000, chúng ta thì đã thấy Marco sử dụng ngọn lửa xanh để tấn công King và Queen, hai người thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng của Kaido, khiến cho Queen phải chửi thề và tức tối mà không làm gì được. Ngọn lửa xanh từ trái Toritori no Mi còn giúp cho các nạn nhân bị nhiễm băng quỷ kéo dài thêm thời gian phát tác vì tác dụng thần kỳ của nó. Đúng là một trong bốn tứ linh của truyền thuyết châu Á phải không anh em? 9. Uo Uo no Mi, model thanh long. Có câu long phụng xuân vầy đã nhắc tới phượng hoàng Marco ở trên thì không thể thiếu được trái Uo Uo no Mi, model thanh long do Kaido sở hữu. Như chúng ta đã biết thì nhờ có năng lực trái quỷ này, Kaido có thể hóa thành một con rồng khổng lồ và có được khả năng bay lượn và tạo ra rông bão mà các loài rồng có thể mang lại. Ngoài ra thì trái Uo Uo no Mi còn có thể giúp Kaido sử dụng chiêu thức nhiệt tức bắn ra một quả cầu lửa cực kỳ mạnh mẽ, dễ dàng xóa sổ tàn tích lâu đài Oden chỉ sau một đòn. Hai chiêu long toàn phong tạo ra các cột lốc xoáy lớn cuốn hút bay đối thủ khi mà chạm phải, và đặc biệt nhất là chiêu vân vũ giúp Kaido tạo ra các đám mây đủ lớn để nhấc bổng cả hòn đảo Onigashima lên không trung. Mới đây nhất tại chapter 1003, sau khi mà khởi động chân tay với các siêu tân tinh, Kaido thì đã biến về dạng lai, nửa người nửa thú của trái Uo Uo no Mi. Ở dạng này thì Kaido có thể linh hoạt chiến đấu một cách nhanh nhẹn và có một thể chất cứng cáp, trâu bò của một con quái vật thực sự, khi mà các đòn đánh của các siêu tân tinh hầu như là không còn có tác dụng. Trong spoiler chapter 1009, ở dạng lai này, Kaido đã sử dụng chiêu thức địa ngục tam giới chỉ với một cú hít hà drama, Kaido thì đã khiến cho tầng thượng của Onigashima gần như là san bằng địa hình. Chưa cần xem hết Aquano thì chúng ta cũng đã gần như là thấy được năng lực cực kỳ bá đạo mà trái doan thần thoại Uo Uo no Mi, model thanh long mang lại. Được biết là trái Uo Uo, tiếng Nhật thì có nghĩa là cá cá. Nó thì giải thích lý do vì sao Kaido nhảy xuống biển mà không chết. Còn về việc lúc đầu Kaido sở hữu trái quỷ này có hình dạng như nào thì chúng ta cùng chờ xem phần hồi tưởng về Kaido để biết thêm chi tiết nhé. 10. Hito Hito no Mi, model Phật vàng.
Trái quỷ cuối cùng trong sách này là trái doan thần thoại Hito Hitonomi Model Đức Phật Khổng Lồ, thuộc sở hữu của cựu thủy sư đốc Sengoku. Trái quỷ này giúp cho Sengoku sau khi mà sở hữu có thể hóa mình thành một bức tượng Phật khổng lồ và được mạ vàng 4 số 9 toàn cơ thể. Ngoài ra nó còn giúp cho cựu thủy sư đốc của chúng ta sử dụng các đòn sóng xung kích bằng cách đập bắn từ tay ra như thể là Như Lai Thần Trưởng trong phim A Khựa. Đòn sóng xung kích của Sengoku là cực kỳ bá đạo khi mà có thể dễ dàng làm hộc máu các thành viên của băng dâu đen tại trận chiến thượng đỉnh tại Marineford. Trái doan thần thoại này thì cũng có tên giống như là trái doan mà thức ăn dự trữ của băng mộ rơm là Chopper ăn, đó là Hito Hitonomi, dịch ra từ tiếng Nhật có nghĩa là người. Trong một SBS, tác giả Oda thì cũng đã nói, người sở hữu trái Hito Hitonomi, model Phật vàng thì có thể giác ngộ được cảnh giới của Phật Pháp. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy được Sengoku luôn là người có những chiến thuật đỉnh cao trong chiến đấu và được gọi với biệt danh là Đức Phật Sengoku. Ok, và như vậy thì trái quỷ này cũng đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Còn các bạn còn thấy trái quỷ nào mạnh mẽ nữa? Hãy để lại comment ở dưới phần bình luận. Và đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành cùng với băng ở tầng xăm soi trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye! Sugu oikakeru san! Soya ore mo itte nakatta na! Yoshi, ikou!